ngày 16 tháng 12 đại tá Nguyễn Giang Hiền chủ nhiệm chính trị bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm tặng quà nhà thờ giáo sứ công giáo châu đốc nhân dịp lễ giáng sinh năm 2022. Tại nơi đến thăm đại tá Nguyễn Giang Hiền chủ nhiệm chính trị bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã thăm hỏi tặng quà và chúc linh mục mục sư và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, chăm lo xây dựng gia đình, quê hương châu đốc ngày càng phát triển. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố với các chức sắc, chức diệt và tổ chức tôn giáo, góp phần củng cố khói đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.